Đúng là như vậy. Ngày xưa em còn nói với cả chồng cũ em là bây giờ thì anh là số 1, còn khi nào em có con thì con mới là số 1. Và thật sự là như vậy. Có những lúc mà anh ấy còn ghen với cả con em cơ. Lúc mà nó còn nhỏ xíu ấy, thì mình cứ quanh quẩn bên con thôi, mình chăm con và hàng ngày cho ăn cho uống rồi chăm sóc đầy đủ các thứ. Đến ngày cuối tuần thì anh ấy không phải đi làm thì anh ấy lại con, lúc nào cũng con. Chẳng hạn thế. Bạn nghĩ rằng là cái điều gì giúp bạn cân bằng lại mọi thứ nhanh nhất sau cái sự đổ vỡ trong hôn nhân? Cái sự cân bằng lớn nhất của em nó vẫn cứ là những cái gì mà liên quan đến con và công việc thôi. Chủ yếu vẫn cứ là công việc. Còn kể cả khi sau hôn nhân em có một bạn trai mới, nhưng mà em vẫn cảm thấy đấy vẫn là một cái gì đấy rất xa lạ. Nó không phải là một cái gì đấy gần gũi với mình cả. Ồ vậy hả? Tôi nghĩ rằng là cái tình yêu mới nó lại giúp mình cân bằng nhanh hơn chứ. Không hẳn đâu. Bởi vì có thể đối với người khác thì là như thế, nhưng đối với em thì không. Em vẫn còn nhớ cái Tết của cái năm đầu tiên khi mà mình bước chân ra khỏi nhà. Và đó là hôm 30 Tết, mình đứng ở giữa Hồ Gươm, bắn pháo hoa và mình nhìn lên trời, mọi người thì xung quanh sum họp, có những người này người kia. Mình vẫn có bạn ở bên cạnh, mình vẫn có rất nhiều những người bạn khác nữa. Nhưng lần đầu tiên mình cảm thấy mình bơ vơ kinh khủng. Mình chưa bao giờ mình bị một cảm giác như là có nhà mà không thể về. Thế đấy, nó vẫn là một cái cảm giác nó rất là riêng biệt của riêng mình. Một đấy mới gọi là một cái không gian riêng của mình. Chứ không hẳn là hai người về với nhau rồi sẽ trở thành là một, không có đâu ạ. Sẽ vẫn luôn là hai cá thể song song đi với nhau. Nghe Khánh Linh chia sẻ thì tôi lại rất lo sợ. Là bởi vì tôi lo sợ vì sao? Tức là bạn làm cho tôi rất hồi hộp khi sống với bạn. Tức là cảm xúc của bạn quá thất thường. Thực ra từ nãy đến giờ bạn cứ nói rằng bạn rất là lý trí, bạn có thể cân bằng rất nhanh cuộc sống của bạn. Nhưng mà từ nãy đến giờ tôi nói chuyện tôi chết rồi, cô này cô ấy, cảm xúc của cô đang rất thất thường. Tức là nó không có một cái e nào, kiểu mình dựa vào đấy một cái chuẩn cả. Nhiều lúc mẹ hay nói là nhà này toàn người lập dị. Đấy là cái thứ nhất. Có những lúc mẹ nói về Linh là con thật là một con người đa nhân cách. Chẳng hạn thế. Đến bạn bè xung quanh cũng thế, nhiều lúc họ cũng phải quen. Nhưng mà cái cuối cùng thực ra mọi người vẫn hiểu rằng là trong cái đầu của em ý, em sẽ luôn chạy một lúc rất là nhiều những ý nghĩ. Và cái cách duy nhất là mọi người không cần phải làm gì với em cả. Mà cứ để yên em cứ đấy. Cứ bỏ mặc bạn ở đấy. Là không sao hết. Đừng có can thiệp đấy hả? Đúng rồi. Và em sẽ tự tìm được ra cho mình một cái giải pháp nào tốt nhất cho mình. Nhưng mà nếu mà Linh đặt một cái giả thiết bạn phải sống cạnh một người như bạn thì bạn cũng sẽ rất... nói là khó chịu thì không hẳn, nhưng mà mình cũng sẽ không vui lắm, bởi vì là cũng hơi sợ, phải không? Cái người mà giống y hệt tính của em đó chính là bố em. Ngày xưa em còn nói với mẹ rằng là hai con người rất giống tính nhau thì nó sẽ dẫn đến hai trường hợp. Một là sẽ ở được cạnh nhau rất là hòa thuận. Hai là phải tách hai cạnh là nhau ra, kiểu đúng không? Gì cũng sẽ đối lập hoàn toàn luôn. Bởi vì họ không thể chịu nổi cái tính cách nào đấy của nhau mà giống hệt quá. Đấy, vì em hiểu về bản thân mình rất là nhiều, cho nên là mình cố gắng làm sao tiết chế, điều tiết lại, hay em hay nói vui gọi là mình tự phải lắp cái chiếc áp cho chính bản thân mình ấy, để làm sao đấy nó không bị quá là lúc nào cũng điên rồ lên như thế. Đấy, và cái cuối cùng là mình dồn tất cả những cái điên của mình vào âm nhạc thôi, vào công việc thôi. Mà tôi nghĩ rằng là với không chỉ là nghệ sĩ nhé, với phụ nữ nói chung thì họ cũng cần một cái người đàn ông để họ trút tất cả những cái thứ mà họ không hài lòng, đúng không? Tức mình có một cái tình yêu bên cạnh, mình có một cái người bạn đời bên cạnh, bạn trai bên cạnh để mình chút tất cả những thứ mình không thể chia sẻ được. Nhưng mà tôi đang hơi lo ngại cho bạn trai của bạn là nếu mà để bạn chút thì sẽ... Tức là bạn phải chọn lựa như thế nào để mà mình tìm được một cái người mà đúng là chỉ lắng nghe mà thôi, đúng không? Cái người mà ở bên cạnh em ấy thì thường là những người mà mang tính ổn định hơn một chút. Tức là bạn chọn lựa rồi đúng không? Đúng. Rõ ràng là mình phải chọn cái gì mà mình thiếu. Thường là người ta sẽ như thế, chứ người ta không chọn những cái gì người ta có rồi. Và người bạn trai hiện tại của em thì là một người biết lắng nghe. Và đưa ra cho em những cái lời khuyên tốt. Và có thể khiến cho em cân bằng được. Bây giờ giả dụ với những người phụ nữ mà họ cũng sống nhiều cảm xúc, họ cũng bị bay bổng quá, nhưng họ cũng phải xử lý những cái khủng hoảng của cá nhân, thì bạn sẽ dành cho họ lời khuyên như thế nào? Bây giờ thì khi mà nhìn vào một số những bạn bè mà cùng trang lứa, họ cũng có những cái biến động trong cuộc sống, và mình thấy là ví dụ đơn giản mình chỉ hỏi là độ này bạn thế nào, bạn có ổn chưa? Bạn bảo mình ổn rồi, nhưng mà mình nhìn nét mặt thì mình biết là chưa ổn. Nhưng mà mình cũng không nói gì nhiều, mình chỉ cười thôi.
Và mình bảo thôi rồi, đến 3 tháng nữa mình sẽ hỏi lại bạn một lần nữa. Tại vì em cũng tự, như là em tự luôn luôn tự nghiên cứu chính bản thân mình vậy. Vì mình là người thấp thường nhất trong tất cả những người phụ nữ mà mình quen, cho nên mình sẽ tự nghiên cứu được chính cái tính cách của mình, và mình sẽ hiểu được những người xung quanh của mình nó như thế nào. Thì em luôn quan sát mọi người như thế, và thích ngồi một chỗ nào đấy để quan sát. Và mình thấy là thật sự khi người ta ổn ấy, thì cái mắt người ta phải cười cơ, chứ không phải là cái miệng người ta cười đâu. Có chừng nào họ nhắc đến một cái chuyện buồn của họ mà cảm thấy nó thảnh thơi rồi, nó nhẹ nhõm đi, thì đấy mới thật sự là họ đã quên được. Chứ còn họ vẫn còn nhắc đến với một cái gì đấy rất là day dứt, rồi vẫn rất là kiểu như là một chút mỉa mai ấy, thì chắc là chưa đâu. Xin cảm ơn Khánh Linh với những chia sẻ rất chân thành vừa rồi. Các bạn thân mến, nghệ sĩ tính chỉ đẹp và ý nghĩa khi không làm cho bản thân ta và người khác tổn thương. Trong cuộc sống thì sự ngẫu hứng và tính nghệ sĩ là một gia vị rất quan trọng. Thế nhưng để giúp cho cuộc sống gia đình luôn ở trạng thái cân bằng thì chúng ta cần phải biết gia giảm bớt cái sự ngẫu hứng và tính nghệ sĩ.